喂，等等，你去请假的，老陆，喂。Lại lẻ ở ngoài rồi, mẹ lúc này nó bắn một phát bay tít ở kia, nó vào vào người, nó lát người. Đúng quá nhỉ, nó xe sắt nó bắn cái đầu chết. Tôi dân ở đây khổ rồi. Cạch rồi. Rồi, xe đã ngủ rồi. Theo những người dân sống xung quanh siêu thị, khoảng gần 1 giờ sáng, nhiều người đã ngửi thấy mùi khét, sau đó phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại siêu thị này. Ngay lập tức, mọi người đã hô hoán để di tản và tiến hành gọi xe cứu hỏa. Tuy nhiên, ngọn lửa bén vào hàng hóa bên trong siêu thị và bốc cao, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Tôi tỉnh dậy là tôi thấy một cái tia chớp ở cái khe, nó ở khe tường nó giáp với mái tôn này, nhà tôi này, mà giáp mái tôn nó... tia chớp nó lóe ra, thế tôi hô hoán con tôi dậy, thế là con tôi mải móng chạy. Còn chồng ở tầng dưới này là ra hô hoán để bảo. Đang cháy rồi. Cháy ở đâu vậy? Đấy, đang sau ấy. Mưa một giờ thì bắt đầu có mùi khét. Trong lúc mưa lên thì sáng nay thì coi như khoảng tầm 4 giờ thì bảo vệ gọi đến thì trực. Thì lúc đó đang các cơ quan đoàn thể bắt đầu là đã tương đối hoàn chỉnh rồi. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến khoảng 3 giờ sáng đám cháy đã được dập tắt. Tuy không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa bên trong siêu thị đã bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 tầng của siêu thị đã bị đổ sập. Những ngôi nhà liền kề siêu thị cũng bị hư hỏng nặng. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.